Máy lọc nước thông minh Carofi hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Thẳng thắn mà nói, theo một cách lý tưởng, điều mà chúng ta luôn muốn nhìn thấy ở những cầu thủ trẻ là tinh thần thi đấu vô tư, cống hiến, không đặt nặng thành tích. Nhưng chúng ta thì không phải là những người đã tập luyện và thi đấu không ngừng nghỉ trong 10 ngày vừa qua. Chúng ta cũng không phải chịu những sức ép thành tích mà huấn luyện viên và các cầu thủ đã phải chịu, nên thật khó để phán xét điều gì. Bản thân huấn luyện viên Shin Tae-yong cũng đã phải chịu rất nhiều áp lực từ truyền thông Indonesia với những thành tích không tốt gần đây, nên cũng phải thông cảm khi ông muốn hướng sự chỉ trích đi chỗ khác. Nhưng có một điều chắc chắn, đó là U19 Indonesia, họ bị loại không phải vì hai đối thủ đã bắt tay nhau, mà vì chính họ, với tất cả những lợi thế của một đội chủ nhà, đã không thể một lần ghi bàn vào lưới hai đối thủ đó. By my opinion, theo quan điểm của tôi, thì thất bại của U19 Indonesia hoàn toàn là bởi chúng tôi đã kém may mắn khi không ghi được bàn nào vào lưới hai đội Việt Nam và Thái Lan. Bây giờ chúng tôi cần dành sự quan tâm đến những giải đấu tiếp theo để có những màn trình diễn tốt. Tôi không nghĩ phản ứng của Liên đoàn bóng đá Indonesia là một nước đi để giúp các cầu thủ chính bớt cảm thấy áp lực, mà đúng hơn là một cách để họ phản ứng với dư luận Indonesia. Ông Shin Tae-yong đặt câu hỏi các cầu thủ trẻ Việt Nam và Thái Lan học được gì từ một trận đấu như vậy. Chúng tôi thì lại hỏi, vậy các cầu thủ trẻ Indonesia sẽ rút ra bài học gì sau thất bại, trong khi huấn luyện viên của mình cứ tìm cách đổ lỗi cho người khác cơ chứ? Những cầu thủ trẻ cần học được cách chấp nhận và đứng lên sau mỗi thất bại. Và đó cũng là những gì mà lưới U19 Việt Nam hiện tại cần phải làm để vượt qua thất bại rất bất ngờ ở bán kết vừa qua. Nếu muốn tìm ra một nguyên nhân sâu xa để lý giải cho thành tích không như ý ở giải đấu này thì cũng không khó đâu. U19 Việt Nam lần này dự giải không phải với thành phần mà ban huấn luyện ưng ý nhất. Bởi vì các giải trong nước thì vẫn diễn ra, nhiều cầu thủ chất lượng đã không được câu lạc bộ cho lên tuyển. Ví dụ tiêu biểu là tiền vệ Đinh Xuân Tiến, cầu thủ mới 19 tuổi thôi nhưng đã cùng U23 Việt Nam lên ngôi vô địch Đông Nam Á hồi đầu năm nay. Rõ ràng Sông Lam Nghệ An cũng có lý do để giữ Xuân Tiến ở lại. Tuần vừa rồi, Đinh Xuân Tiến đã lần đầu tiên góp mặt trong đội hình xuất phát của Sông Lam Nghệ An tại V-League. Cầu thủ sinh năm 2003 đã có một trận đấu thành công khi điều tiết nhịp độ trận đấu tốt và có nhiều đường truyền sáng tạo cho các đồng đội ở tuyến trên, đóng góp không nhỏ vào chiến thắng trong thế thiếu người của Sông Lam Nghệ An trước câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Xuân Tiến, cầu thủ trẻ 19 tuổi. Thậm chí còn phải kể đến một số cầu thủ nổi bật sinh năm 2004 cũng không thể lên tập trung ở giải lần này vì bận thi tốt nghiệp trung học phổ thông nữa. Những nhân tố như vậy không thể góp mặt nên khán giả có cảm giác chỉ có một số ít người thực sự nổi bật ở giải đấu vừa qua như là đội trưởng Văn Khang, tiền vệ Văn Trường hay là tiền đạo Quốc Việt. Nhưng dù sao, thua là thua, kể cả là thua trong một thế trận ép sân tạo được nhiều cơ hội đi chăng nữa. Điều tốt nhất có thể làm sau thất bại là chấp nhận nó, tự mình vượt qua sự thất vọng và hướng về phía trước. Tôi là người viên trưởng thì điều đầu tiên là tôi chịu trách nhiệm trước lãnh đạo liên đoàn cũng như là với những người hâm mộ của Việt Nam. Tôi cũng mong rằng là thời gian sắp tới thì chúng tôi cũng sẽ cải thiện cho các cháu được tốt hơn. Cuộc họp đội một ngày sau trận bán kết, các cầu thủ vẫn còn mang tâm trạng khá nặng nề. Như thường lệ, các sai lầm được đưa ra để mổ xẻ. Để từ đó để chúng ta nhìn ra những vấn đề khoảng cách nó hay đã chuẩn xác nhưng cũng một phần nào đấy là cái lỗi của chúng ta. Sau cái đấy là không có cái tình huống để áp sát người ta hay không nghĩ người ta sút. Tức là phải tấn công để mong tìm được bàn thắng để gỡ hòa. Thì đương nhiên là phải một chút là các cháu tức là mải mê tấn công thì chúng ta là bị đưa vào một cái tình huống là vì họ phản công, tức là đội Malaysia phản công rất là tốt, cộng thêm tức là cái sự tập trung và phòng ngự không tốt cũng như là một số cái lỗi của cá nhân nên là đấy là một cái bài học. Giải đấu mang đến nhiều bài học về chuyên môn nhưng theo huấn luyện viên Đinh Thế Nam còn có những bài học quan trọng hơn thế. Là vấn đề nói chuyện với các cháu làm sao các cháu cái tinh thần cháu tức là nó được tốt hơn là cái sự đoàn kết bằng cái sự mạnh mẽ bằng là cái sự khiêm tốn luôn luôn để học hỏi đấy và tôi cũng chỉ mong các cháu là các cháu cần chuyên nghiệp hơn nếu các cháu còn muốn đi theo tiếp tục hướng tới những cái đường phía trước không có ai thành công bằng cá nhân đâu và luôn luôn nhớ một điều mình hay vì mọi người.
Mục tiêu quan trọng nhất của U19 Việt Nam trong năm nay là vòng loại U20 châu Á 2023 sẽ diễn ra từ ngày 10 đến ngày 18 tháng 9 tới. VFF cho biết U19 Việt Nam sẽ có đầy đủ những cầu thủ tốt nhất ở giải đấu này để hướng đến mục tiêu giành quyền vào vòng chung kết tháng 3 năm sau. Vòng chung kết U20 tháng 3 năm sau lại sẽ tìm ra 4 đội bóng châu Á cùng với chủ nhà Indonesia tham dự vòng chung kết U20 World Cup. Vì thế điều chúng ta cần làm bây giờ là giữ niềm tin và sự lạc quan ở các cầu thủ trẻ của mình và tập trung cho những mục tiêu quan trọng ở phía trước.